Hello, xin chào cả anh em nha. Thì ngày hôm nay cuối buổi rồi, chiều lắm rồi. Và mình cũng làm một cái clip cho anh em xem. Ngày hôm nay mình sẽ đồng hành cùng Tiến Black, sẽ cùng nhau chế tạo ra một cái bơm tự chế. Rất là đơn giản, chúng ta sử dụng những cái vật liệu có sẵn ở trong nhà luôn. Thì đây các bác, đây là nước rửa vung cầu con vịt nha. Anh em nhớ là con vịt nha, phải nhãn con vịt nha. Đớt, đọc là đớt đúng không? Đớt. Và anh em phải chuẩn bị sẵn những cái lon, lon bia như thế này này. Miễn là nhôm nha, lon nước ngọt cũng được. Miễn nó làm bằng nhôm kiểu như cái lon Tiger này được này. Đấy, cắt nó nhỏ nhỏ giống như Tiến Black đang cắt này anh em. Cắt nhỏ nhỏ như thế này. Và cuối cùng thì anh em chuẩn bị sẵn một cái chai nhựa. Nhỏ cỡ này thôi, không cần to đâu. Thì tí nữa thì mình sẽ chế tạo cái bơm tự chế cho anh em xem nha. Bây giờ chờ Tiến Black cắt xong rồi. Mình nghĩ là Tiến Black cái lon bia này nó có vẻ lâu đấy. Anh em phải chuẩn bị một cái kéo thật là bén nha, mới cắt được những cái mảnh như thế này. Này, nhỏ nhỏ như thế này. Nhỏ hơn nữa nha bạn, đợi chúng ta bỏ vào cái chai nhựa này nó vừa với cái nắp của chai này nha. Nó phải vừa với cái nắp của chai này, tí nữa chúng ta nhét vào. Và đỡ xem sau khi chúng ta chế nước vùng cầu và nhôm nó phản ứng với nhau thì nó tạo ra cái hiện tượng gì. Mình nghĩ nó sẽ tạo ra một cái tiếng nổ rất là lớn. Nhưng mà từ từ anh em phải xem nhé, xem từ từ rồi biết. Anh em có thể tự làm nha. Tại vì cái bơm tự chế này nó cũng rất là dễ lắm. Nước bồn cầu cộng với nhôm thôi và một cái chai nhựa. Tức là tất cả các anh em có thể tự làm ở nhà được luôn sau khi xem xong cái video này. Một điều rất là vui, anh Tiến Black mới mua một con chó đẹp lắm. Wow. À, mày tự nhận mày là chó hả? Dạ, tao mới mua một con chó mà rượu mẹ mày. À quên. Đang chó Tiến Black đẹp anh em. Rồi, bây giờ anh em mình tiến hành thôi. Anh em muốn tụi mình đi cắt tóc không? Nếu mà anh em muốn tụi mình đi cắt tóc là clip này phải định mệnh 30.000 like. Hai thằng mình sẽ vào salon. Cúp cái não. Cúp cái đầu, phòng giải má cái đầu. Được không? Được, nếu 30.000 like thì anh với chú cắt tóc nha. Ok. Lột xác cũng nha. 10 cũng được, 30.000 yếu. Không, 30.000, yếu được 30.000, yếu lâu đâu. Rồi chúng ta quay lại với chương mục chế tạo cái bơm tự chế. Lưu ý anh em cắt những cái miếng nhôm nó nhỏ nhỏ như thế này nha. Để tí nữa nó bỏ vào nó vừa cái miệng chai nha. Nhỏ nhỏ như thế này thôi. Còn đây khá là nhiều đây. Có một lon bia Tiger mà nhiều này là các bạn biết nó nhiều đến mức nào rồi. Rồi Chở vào. Khán giả rất đông luôn. Hai anh em, hai này xin đôi hả? Sao dúng xin đôi vậy? Thôi đó. Xin đôi mà đủ mày kêu. Xin đôi hả? Xin đôi hả? Sao thành to thành nhỏ vậy? Mẹ nó đây. Trời, mẹ tậu gơ. Đùi ai đứa con cố khóc. Tập trong ngoài chuyên môn. Rồi ok. Trào qua nước đây mà bệnh. Nước đây rửa bồn cầu liên tục mà bệnh chị. Nhưng mà... Rồi ok. Đây các bác, chớ còn nửa chai thôi nha. Nhìn nha, như này đủ rồi. Rồi bỏ vào thôi. Đấy, ủa ơi. Bỏ vào nó sẽ phản ứng với lại nhôm. Không biết là nổ hay không biết. Phải làm thử mới biết chứ, cái gì cũng vậy. Chịch đựng là cũng chịch luôn. Đúng rồi. Sao mình cảm thấy nó không có xảy ra cái hiện tượng gì kìa. Đóng nắp lại. Hiếm á. Sốc. Chưa đi. Ui vô. Cái gì nữa vậy? Mày cá chai hồi nãy giờ nó cũng đổ á. Trời quá. Vãi nó đổ cái đồ giặt mình luôn em ơi. Trời quá. Nó nổ như cái bom vậy. Cái đó là cái hồi nãy mình làm rồi mà bây giờ nó mới nổ đó anh em. Anh em xem chuẩn bị nó nổ này nha.
ba cái luôn á, ba cái một chỗ luôn á. Em ơi, các bác thấy gì các bạn luôn không? Nó kiện nhánh nào vậy? Đây anh em có thể lấy, ui cái này nổi chứ vậy. Đây các bác xem này, nó xì hơi lên, rất là kinh luôn. Thôi chắc là mình phải rơi cái hiện trường này mới được, chứ không là nó nổ vãi. Ta sẽ tiếp tục thì xem hai cái quẻ này nổ như thế nào nha. Giờ quay nè, phát đây mà đoán phát đậu quá. Nghe nè coi. Cái đầu mày đập đi. Em quen ở đây, chút nó nổ cái đùng nghe trao thử gì à, đằng nào cũng không có người nghe. Đồ mày mà quen biết vô đây nó bắn vô nhà đâu. Bây giờ mày xem luôn. Nói chung là rất vui anh em đã xem video của mình. Chặn lại. Mở mắt ra. Ông lấy cái con này, nó có con rồi, nó cũng đẹp này. Không máy rồi, chào anh em ơi, clip kết thúc từ đây. Xong thấy vậy. Xong chào các anh em nha, cảm ơn em đã nhớ like và chia sẻ coi nhé.